Trước mắt này là cô bé Chu Chu 3 tuổi rưỡi, nhưng có thể làm cho nhà Nghiên giàu có đế đô sủng lên trời. Cả gia đình đều chỉ sinh ra con trai, cuối cùng cũng có một cô bé, nhưng con gái nhỏ vừa mới sinh ra không lâu đã bị bắt cóc rồi. 3 năm sau, Chu Chu nhỏ bé đã bay từ trên trời trở về. Tất cả các bạn đều không nhìn thấy phải không? Cháu bé là ai vậy? Giây tiếp theo, Chu Chu được nâng lên, sau đó được đưa đến đồn cảnh sát. Bạn nhỏ, có phải người lớn bảo cháu đến không? Nghiêm gia đúng là mất đi một đứa con gái. 3 năm nay, chỉ mình tôi đã thấy đưa con đến nhà Nghiên để nhận người thân. Đã không dưới 100 người rồi, cháu không nói dối đâu. Lời cháu nói ra đi không thay tên. Về không đổi họ, mấy bảo vệ cũng tò mò nhìn chằm chằm cô bé, muốn xem cô bé từ trong ba lô. Lấy ra cái gì? Tìm thấy rồi, đây là cháu đang trên đường đến đây hôm nay. Gặp một cô gái vẽ tranh bên đường. Cháu hỏi cô ấy một tờ giấy trắng. Cháu đã vẽ bố và mẹ và các anh trai ở trên giấy. Một vài nhân viên bảo vệ nghe, đều đến xem. Trên tờ giấy nhỏ nát đó, vẽ một chuỗi stickman, tổng cộng có 9. Thế nào có phải cháu vẽ rất giống không? Bên trong vẽ từ trái sang phải là ông nội, có mẹ, các anh em, còn có chính mình. Thật sự quá giống nhau, bức chân dung này, nó giống như được in ra. Đúng vậy, tôi cứ tưởng đó là một bức ảnh. Lúc nhìn thấy đều giật mình, kỹ năng vẽ tranh của cô bé lợi hại như vậy, không học 10 năm 8 năm trước thì không vẽ được. Cũng không tốt như các chú nói đâu. Bây giờ các chú tin chưa, cháu thật sự là người nhà Nghiêm. Ông Nghiêm, chúng tôi khoảng 1 giờ trước, ở cổng biệt thự của bạn, tìm thấy một bé gái. Cô gái nhỏ này tự xưng là con gái ruột của ông. Cô bé nói cô bé là người đến tìm người thân. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Trong thành phố an ninh, chuyện này không phải đã xảy ra nhiều lần rồi sao? Sao lần này ông Nghiêm lại vội như vậy? Xin chào, xin vui lòng cho phép cháu giới thiệu bản thân. Tên cháu là Nghiêm Chu Chu. 99% con là con gái của chú. Con gái của tôi. Đứa con tội nghiệp, cuối cùng con cũng trở lại rồi. Bố nhớ con lắm. Bố ơi, bố sắp bóp cổ Chu Chu đến tắt thở rồi. Chu Chu, con vừa gọi ta là gì vậy? Bố, là bố, là người bố đầu tiên. Tuyệt vời. Chu Chu cuối cùng bố tìm được con rồi. Bố ơi, Chu Chu muốn làm cái đó. Chu Chu nhà chúng ta muốn làm gì cũng được. Muốn mặt trăng trên bầu trời, bố cũng sẽ tìm cách lấy cho con. Bố sẽ cử người đến tháo nó ra vào ngày mai, gửi cho nhà chúng ta. Mặt trăng không tốt chút nào. Con không thích mặt trăng. Vậy con thích gì? Chu Chu thích những thứ sáng bóng, thích những thứ có giá trị. Chu Chu thích kim cương, thích vàng và đèn pha lấy lấp lánh này. Bố ơi, Chu Chu đói bụng quá. Chu Chu muốn ăn cơm. Nghiêm Hoành bị sốc, bước qua và chạm vào bụng của Chu Chu nhỏ bé. Nghiêm Hoành cũng không chịu nổi mà phải bật cười. Chu Chu, phòng của con, bố để người giúp việc dọn dẹp vào ngày mai. Tối nay con ngủ với bố trước được không? Bố, có chuyện gì vậy? Chu Chu không muốn sao? Bố ơi, bố khóc quá giả tạo. Bố ơi, ngày mai chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ được không? Chu Chu làm sao biết mẹ ở bệnh viện? Chu Chu biết chứ. Lúc đầu Chu Chu biết mẹ bệnh rất nặng, cho nên Chu Chu đã trở lại. Bố ơi, ngày mai bố đưa Chu Chu đến bệnh viện nhé. Mẹ sẽ ổn thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể đoàn tụ gia đình. Nghiêm Hoành chỉ cười, cũng không quá quan tâm. Bố ơi, bố phải tin vào điều đó. Chu Chu không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Chu Chu chữa được mọi bệnh. Ồ, được. Chu Chu không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Bởi vì Chu Chu bây giờ đã 3 tuổi rưỡi rồi. Bố à, bố sai rồi. Bố hoàn toàn tin rằng em bé nhà chúng ta rất giỏi. Nhưng mà bao chị chăm bệnh khắp nơi công chúa nhỏ. Giờ đã quá trễ rồi. Công chúa nhỏ nên đi ngủ. Ngủ đi. Con gái của bố, trong 3 năm, bố tìm kiếm con khắp nơi. Bấy giờ thử ngủ một hôm không cần thuốc xem sao. Sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mẹ ơi, con là Chu Chu. Con về rồi. Mẹ có thể nhận ra con không? Không khóc. Nước mắt là ngọc trai. Chu Chu về rồi. Sau này Chu Chu sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa. Con yêu của mẹ. Mẹ không khóc nữa. Chu Chu về rồi nên mẹ không khóc nữa. Hàn Hân Nguyên ôm lấy bảo bối đã mất và tìm lại. Nụ cười thất lạc từ lâu. Mẹ thơm quá. Hôm nay mẹ có về nhà không? Đêm đầu tiên Chu Chu muốn ngủ với mẹ. Bố, là điện thoại của ai vậy? Tại sao bố không trả lời? Đó là Ngũ Cao của con gọi. Sao bố lại cúp điện thoại của con? Con vừa gửi cho bố rất nhiều tin nhắn, bố vẫn chưa trả lời con. Bố có thể để Chu Chu nghe điện thoại được không? Bây giờ con đang trên đường về. Tối đa nửa tiếng là có thể về đến nhà. Đại ca bọn họ cũng vậy. Và ông nội bà nội đều đang chờ. Tất cả đều háo hức. Còn có mẹ bên kia nữa. Bố đã dẫn Chu Chu đến gặp mẹ chưa? Gặp rồi, đang ở bệnh viện. Thảo nào bố không muốn nghe điện thoại của Ngũ Ca. Hóa ra Ngũ Ca của tôi lại là một người nói nhiều. Hôm nay vừa đề cập đến một chiếc xe thể thao ở cửa hàng Bonesi, màu hồng yêu thích của tôi. Chi phí sinh hoạt của tôi hơn 200 nhân dân tệ một tháng. Nhưng ít tiền này cũng không cần đau lòng. Dù sao chúng ta cũng là con gái, chỉ cần yêu bản thân mình. Hãy là nữ thần của chính mình, cố gắng cho mình cuộc sống tốt nhất.
thậm chí còn cố gắng trèo lên nắp trước của chiếc xe thể thao. Dừng lại, lời chửi thề của cô ta sắp dâng trào. Đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang live stream, cố gắng tạo ra một nụ cười dịu dàng. Người phụ nữ này, đây là xe của chúng tôi, xin vui lòng tránh ra một chút, chúng tôi phải trở về nhà. Người phụ nữ đầu tiên vội vàng tắt phòng live stream. Xe thể thao này là của chúng tôi, không phải của cô. Mày, con danh này đang nói cái gì thế? Dì ơi, năm nay con mới 20 tuổi. Nếu cô không thích làm gì, thực ra gọi chị là bà già cũng không quá đáng chút nào. Dì phải làm người tốt, không thể làm chuyện xấu, nếu không sẽ rất xui xẻo. Cuối cùng cũng bắt được cô rồi, trả lại tiền cho tôi. Tôi sẽ trả lại tiền, nhưng ông phải cho tôi chút thời gian. Số tiền đó tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại cho các người. Lúc đó cũng là cô đã hứa. Dù sao bây giờ tôi cũng đếch có tiền. Bây giờ một là ông giết tôi, hai là cho tôi thêm một tháng nữa. Tôi sẽ cố gắng gom tiền trả lại cho các người. Vậy thì đi mẹ đi. Thật sự là trăm nguyên nhân đều có kết quả. Làm quá nhiều chuyện xấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Chu Chu quay ra ngoài cửa sổ. Bố, đây không phải là đường về nhà. Bố, đây không phải là đường về nhà. Phải, con gái tối qua không phải đặc biệt muốn điện thoại di động sao? Bố đưa ra khỏi trung tâm mua sắm trước. Đi mua cho con chiếc điện thoại đẹp nhất và đắt nhất. Đắt nhất. Hai chữ này đối với người hâm mộ tài chính nhỏ nói ra, có sức hấp dẫn chết người. Vậy đương nhiên nhà chúng ta ra ngoài là đáng giá đắt nhất. Ha ha ha, Chu Chu lúc này cười vô cùng vui vẻ. Một gia đình ba người đến trung tâm mua sắm. Chu Chu vui vẻ chạy vào đến trước mặt nhân viên bán hàng. Rất dũng cảm nói, cho em chiếc điện thoại đắt nhất. Nhân viên lúc này cố nhìn xung quanh. Hắn chỉ nghe thấy âm thanh, nhưng không thấy người đâu. Chị gái này, Chu Chu đang nói chuyện. Chu Chu ở ngay trước mặt chị. Chị ơi, chị nhìn xuống xem. Lúc này bố giờ khóc giờ cười đi tới, từ mặt đất ôm đầu. Mỉm cười gật đầu với nhân viên bán hàng. Xin vui lòng đặt bên trong cửa hàng tốt nhất, cho chúng tôi xem chiếc điện thoại đắt nhất, cần cấu hình cao nhất. Được rồi, nhân viên nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi quầy, bắt đầu giới thiệu, đây là đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi bây giờ. Điện thoại tốt nhất, cấu hình tối đa bán 12.000 tệ. Nếu ông đây muốn mua, bên chúng tôi có thể dùng giảm giá nhân viên của tôi để giúp giảm giá, có thể rẻ hơn 1.000 tệ. Chu Chu con xem có thích không? Chu Chu cầm điện thoại di động còn to hơn khuôn mặt của hắn, bàn tay nhỏ nhắn chọc trên màn hình, đôi mắt của đều uốn cong thành một cái lưỡi liềm. Nghiêm Hoành thấy con mình thích như vậy, từ trong túi rút ra một cái thẻ ngân hàng. Được rồi, chúng tôi muốn chiếc điện thoại này, nhưng giảm giá nhân viên thì không cần nữa. Quẹt thẻ đi. Nhân viên bán hàng cẩn thận một thẻ, hóa ra là thẻ đen phiên bản giới hạn toàn cầu. Lấy điện thoại đi. Một nhà ba người liền rời khỏi cửa hàng điện thoại di động. Khi trở lại khu biệt thự, một nhóm người rất háo hức, vội vàng chờ đợi. Đến rồi. Họ quay lại rồi, cẩn thận sửa một bên soi gương. Trong khi thầm thì trong lòng, chỉ dựa vào vẻ đẹp trai của tôi và ăn mặc như thế này, lần này có lẽ sẽ mê chết Chu Chu nhỏ bé. Xe dừng ở cổng biệt thự. Nghiêm Hoành và Hàn Hân Uy xuống xe trước. Chu Chu được Nghiêm Hoành bế ra khỏi xe. Chu Chu không ngừng lắc lư, muốn thoát ra khỏi vòng tay Nghiêm Hoành. Còn chưa đợi Nghiêm Hoành buông tay, Chu Chu đã được người khác bế. Chu Chu ngẩng đầu nhìn ông nội. Ha ha, bà ở bên cạnh có chút ghen tị, liền hỏi rõ ràng. Còn ta thì sao? Con có biết ta là ai không? Ba là bà nội. Nói xong, Chu Chu liền hôn bà nội một cái. Chu Chu ngoan. Mấy anh trai thấy Chu Chu đều không nhìn họ, tất cả đều tụ tập lại để giới thiệu bản thân. Đại ca Nghiêm Xuân năm nay 24 tuổi, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Ian, là tài năng kinh doanh nhất trong năm anh trai. Nhị ca năm nay 22 tuổi, là nhà soạn nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước, vị trí cao trong ngành công nghiệp âm nhạc, được truyền thông ca ngợi là nhà soạn nhạc thiên tài ngàn năm khó gặp. Tam ca 21 tuổi, nghiên cứu khoa học, nhân vật cấp bảo vật quốc gia. Tứ ca năm nay 19 tuổi, là vận động viên chuyên nghiệp, là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp trong thế giới thể thao điện tử. Ngô ca năm nay cũng là 19 tuổi, đậu tình yêu đỏ, kể từ khi ra mắt ở vị trí C trong chương trình 3 năm trước, trở thành dòng chảy hàng đầu, bây giờ đã chuyển thành diễn viên rồi. Cảm thấy như một con búp bê Barbie, mọi người đều thay nhau bế cô bé một chút, vừa ở trong vòng tay của người này vài giây, lại bị một người khác cướp đi, làm cho khắp nơi đều có chút chóng mặt. Cuộc sống không dễ dàng, xem ra quá nhỏ bé cũng là một loại phiền toái. Đại ca, nhanh chóng thả Chu Chu ra đi. Chu Chu cảm thấy đói. Bàn cao thế này, Chu Chu thấp như vậy ngồi trên ghế, chắc là ngay cả món ăn cũng không nhìn thấy. Nếu không vẫn là đại ca ông Chu Chu. Chu Chu muốn ăn cái gì thì để đại ca giúp Chu Chu là được rồi. Chu Chu có một chút sửng sốt, làm phẳng miệng đi. Cố chấp phản bác Chu Chu không ngắn đâu, mới đâu chỉ là không lớn lên. Không ai quy định em bé nhỏ 3 tuổi dưới phải cao bằng các anh em ở khắp mọi nơi trong những đứa trẻ 3 tuổi. Chu Chu đã là một người cao rồi. Chờ Chu Chu lớn lên, Chu Chu sẽ cao hơn đại ca rất nhiều. Sau đó mua bàn rất cao đặt ở nhà, để đại ca cũng ngồi trên ghế không nhìn thấy thức ăn. Cuối cùng, dưới sự phản đối mạnh mẽ Chu Chu nhỏ bé, cuối cùng cô bé đã có được quyền ăn uống độc lập. Nhớ năm đó, đột nhiên khóe mắt đầu tiên nhìn thấy một chút ánh sáng, chỉ thấy ngồi đối diện là lão Ngũ, từ trong túi lấy ra cái gương vàng nhỏ đính kim cương kia, rất hôi thối tự kéo mình hai cái.
chỉ muốn thể hiện một làn sóng khí chất của riêng mình. Mù ca, anh có thể tặng chiếc gương đó cho Chu Chu không? Nó đẹp quá. Em trai xem lần này có phải mất mặt rồi không? Anh đã nói với chú là đừng suốt ngày tự cao như vậy. Nghe xong lão ngũ liền đưa gương. Thế rồi, ra một cái liền cầm cái gương nhỏ đi qua, sau đó giấu nó trong túi của mình. Loạt hành động này được thực hiện trong một lần, như thể nó đã được làm hàng trăm lần. Này, này. Một số người lớn có mặt đều cười ha ha. Nghiêm Hoành muốn ngồi bên phải lối ra, vẫn chưa đợi hắn đến gần, ra thì bị Nghiêm lão gia tử một cái hất mông. Ta muốn ngồi bên cạnh Chu Chu. Nhìn mặt ông nội, nếu bố tôi không đồng ý, chính là biểu hiện của sự không hiếu thảo. Nghiêm Hoành có lẽ chỉ có thể may mắn rút lui sang một bên. Cháu yêu, con mang về nhà cặp sách gì? Sao bên trong có nhiều vàng vậy? Chu Chu thích vàng thỏi. Cái này nhà chúng ta có. Diễn viên của chúng ta, những thứ khác không nhất thiết phải có. Nhưng chúng ta có rất nhiều tiền. Chu Chu thích vàng thỏi à? Vậy ta sẽ bảo bố con xây cho con một ngôi nhà bằng vàng. Khi xây xong, mỗi ngày nằm trên vàng miếng ngủ đều được. Mắt nhìn lão gia tử càng nói càng thái quá, lời nói càng ngày càng phóng đại. Bố hỏi chuyện chính đi. Những thỏi vàng xây nhà để ngủ, bố đợi lát nữa nói sau. Chú biết Nghiêm Hành muốn hỏi gì. Bố, những thỏi vàng đó, lần đầu tiên được tìm thấy trong nhà của một người cô xấu. Bà ta giấu vàng thỏi dưới lòng đất. Nhưng con đã đào hết số vàng đó rồi. Nghiêm Hành nghe trong lòng đã có chút suy đoán. Bà gì mà con đang nói tới? Con đã sống với cô ta trước khi về nhà. Phải, phải. Người phụ nữ đó thật sự rất xấu tính. Bà ta không tốt chút nào với Chu Chu cả. Không cho Chu Chu ăn cơm. Lại còn thích xì hơi. Ngày nào cũng không tắm. Chết tiệt. Da mặt nhỏ nhăn nheo. Một mặt ghét bỏ. Mọi người ở đây đều nghe thấy có gì đó không ổn. Nghe mô tả của Chu Chu, một phụ nữ nông thôn có điều kiện gia đình không tốt, nhưng lại giấu rất nhiều vàng thỏi trong nhà. Thêm vào đó, Chu Chu đã bị cô ta bắt cóc 3 năm trời. Nghiêm lão gia tử chống nặng đứng lên, đập giận giữ bằng nặng. Khốn nạn, phải lập tức báo cảnh sát. Hãy chắc chắn để đặt những kẻ xấu đã làm tổn thương cháu gái ngoan của tôi. Tất cả đều bị bắt. Hoan hô ông nội. Sự xuất hiện của gia đình Nghiêm làm cho các cảnh sát đều phấn chấn 120.000 phần tinh thần. Chu Chu đã nói với chú cảnh sát nơi ở trước đây của mình và làm thế nào để quay trở lại. Chu Chu choáng váng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to ngấn nước. Đúng rồi, làm sao tôi nhớ được? Bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Con người bình thường, trẻ em 3 tuổi không thể một mình đến từ tỉnh miền Đông. Quay lại bản đồ, khó nhớ quá. Cháu quên hết rồi. Nghiêm lão gia tử có chút không kiên nhẫn gõ gõ xuống đất. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Bây giờ trọng điểm là Tần Hải Yến của làng Thu Thủy này. Cảnh sát làng Thu Thủy đã tìm kiếm trên bản đồ, tìm thấy nơi này ở tỉnh Đông Ê. Làng Thu Thủy dưới thành phố. Không muộn đâu. Liên hệ với đồn cảnh sát thành phố huyện ngay lập tức, giải thích tình hình cho họ. Với địa vị xã hội của gia đình Nghiêm, tôi tin rằng những cảnh sát này cũng không dám lừa dối họ. Tạm thời quay lại chờ tin tức. Cửa phòng bị mở ra một khe nhỏ. Chu Chu bé nhỏ đang lon ton đi vào. Con yêu, sau này nhớ mang tất nhé, nếu không sẽ bị lạnh. Hiểu chưa? Chu Chu biết rồi, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ bé đầy rối rắm, như có điều gì muốn nói. Con yêu, con muốn nói gì? Ngủ một mình có sợ không? Định hỏi bố nhưng lại thôi. Lúc này Chu Chu vẫn đang nghĩ về chuyện xây nhà bằng vàng thỏi. Bố thật ra Chu Chu muốn hỏi. Chu Chu lỡ đánh người thì phải làm sao? Lúc đầu khi chạy về, Chu Chu đã đánh bại kẻ xấu. Nghiêm Hoành mỉm cười không nói gì. Chỉ với sức lực của Chu Chu nhỏ bé, chắc là không đủ để gãi cho người ta. Tần Hải Yến, cô bị sao vậy? Cô còn muốn đánh người trước mặt chúng tôi không? Bắt nạt một bé gái 3 tuổi. Cô ở đây còn ngoan cố á? Không có lý do. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Nhìn những vết thương trên mặt tôi xem. Tất cả đều bị đánh bởi con nhóc nhỏ bé này. Nhưng không ai tin. Cơm có thể ăn tùy tiện, lời nói không thể nói lung tung. Một người lớn ngoài 40 tuổi, còn cô bé chỉ có 3 tuổi rưỡi, có thể đánh bạn như thế này. Đây là đồn cảnh sát, không phải lối vào làng của bạn, không phải nơi cô có thể tùy tiện nói xà lơ. Lần sau nhớ suy nghĩ trước khi nói chuyện. Cũng không sao thì nói nhảm. Mặt Tần Hải Yến tức giận đều đen hết rồi, vỗ đùi rồi bắt đầu khóc. Ông trời ngó xuống mà xem, đều trách tôi năm đó quá tốt bụng, nhận nuôi cô gái nhỏ này. Và bây giờ tôi còn bị gia đình cô ta bắt vào đồn cảnh sát. Thật là người tốt thường gặp xui xẻo. Chỉ là tiếng khóc trên miệng, thật ra ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy, chỉ là tiếng hét to và một vài giọt nước. Khóc giải chân vãi trưởng. Được rồi, đừng khóc. Bị cảnh sát mắng, Tần Hải Yến ngậm miệng lại. Bố đặt con xuống. Nghiêm Hoành đặt Chu Chu xuống. Chu Chu bước lên cái ghế. Đừng đối diện với Tần Hải Yến. Chu Chu vỗ mạnh một phát xuống bàn. Tần Hải Yến, bà hãy thú tội để được khoan hồng. Chống đối chỉ càng bất lợi. Nhanh lên, hãy cho tôi biết người phụ nữ trung niên đó như thế nào. Chu Chu lại phồng má lên, hung dữ nhìn chằm chằm về hướng Tần Hải Yến. Hắn hơn uy che miệng, nước mắt lớn chảy xuống. Xin lỗi con yêu, tất cả đều là bố mẹ không tốt, không tìm thấy con sớm hơn, để kẻ xấu thoát tội quá lâu. Các bạn yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để điều tra vấn đề này, bắt kẻ chủ mưu đằng sau. Nghe xong, Chu Chu liền bị Nghiêm Hoành bế xuống. Gia đình rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc đầu vẫn bị ủy khuất, miệng phẳng, trong mắt dường như có nước mắt lấp lánh, cảm xúc rất u ám. Chu Chu của mẹ, ngoan không khóc, mẹ sẽ không bao giờ để mất Chu Chu nữa, không để Chu Chu bị tổn thương nữa, mẹ sẽ dùng mạng sống của mình cả đời bảo vệ Chu Chu. Nhưng mà những thỏi vàng của Chu Chu
rất nhiều thỏi vàng. Tất cả vàng của con đã biến mất. Hàn Hân Uy còn buồn, liền bị Chu Chu nhỏ bé làm cho bật cười. Toàn bộ số vàng trong ba lô đã giao nộp để làm bằng chứng. Thanh vàng đã giao, con bé thật sự là cô bé nhỏ mê tiền. Con yêu, thứ mà gia đình chúng ta không thiếu đó là tiền. Vàng thỏi sau này con muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Được rồi, đừng buồn nữa. Chu Chu ngắm nhìn tòa nhà cao vút của tập đoàn. Bố ơi, tất cả đều là của nhà chúng ta sao? Đúng vậy, tất cả đều là của nhà chúng ta. Thấy không, bố của con rất giỏi. Tòa nhà có tổng cộng 55 tầng. Văn phòng Nghiêm Hoành ở tầng trên cùng. Các bạn thấy không? Vâng, chủ tịch của chúng ta hôm nay lại ôm theo một cô bé đến công ty. Vâng, đó chính là công chúa nhỏ của tập đoàn chúng ta. Mấy ngày trước vừa tìm về rồi. Trông cũng quá đáng yêu. Trông như búp bê nhỏ xinh xắn. Nếu vừa rồi không nhìn thấy ở hiện trường, tôi sẽ không tin đâu. Bình thường chủ tịch rất nghiêm khắc, hôm nay lại tỏa ra khí chất của một người bố. Tôi cũng vậy, tôi vừa bị sốc. Nhưng nếu tôi có một cô con gái như vậy, tôi chắc chắn cũng mỗi ngày ông không buông tay. Làm thế nào không kết hôn mà trực tiếp có cô con gái như vậy nhỉ? Nghiêm Hoành vào văn phòng, đặt Chu Chu trong vòng tay của mình lên ghế sofa. Tiểu Lý thư ký ôm một đống đồ ăn và xuất hiện, làm hai má Chu Chu ửng hồng. Chu Chu một phát nhảy xuống ôm hết chỗ đồ ăn vào lòng. Ôi, cảm giác này thật hạnh phúc đến mức sùi bọt. Nghiêm Hoành lúc này kéo Chu Chu ra khỏi đống đồ ăn nhẹ, sau đó sờ sờ tóc Chu Chu. Chu Chu ở đây ngoan nhé, bố sẽ sớm trở về. Chúng ta có thể về nhà khi bố về. Bố đi đi, Chu Chu chơi một mình là được rồi. Bố, mau đi làm kiếm tiền đi. Chu Chu đang uống, nâng trà sữa lên. Sao nhanh như vậy không còn nữa? Chu Chu còn chưa nếm được gì đâu. Tiểu Lý quay lại, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý bên dưới, để đối phương đến quán trà sữa gần đó, đi mua thêm một tách trà sữa nữa, gửi đến văn phòng. Gọi điện thoại xong, Tiểu Lý quay lại, lúc này Chu Chu đã biến mất. Đây là đứa con mà chủ tịch tốn công tìm 3 năm, thật không dễ dàng mới tìm lại được. Bây giờ tôi lại để lạc mất cô bé, công việc mà mọi người đều ngưỡng mộ, cũng nhất định không giữ được nữa. Tôi còn chưa đủ tiền cưới vợ, đến bây giờ tôi còn chưa có bạn gái. Công việc này tuyệt đối không thể mất được. Tiểu Lý xông ra khỏi văn phòng, đến phòng giám sát ở tầng 1. Nhưng xem nửa ngày, thư ký Lý, tìm thấy rồi. Vừa ra khỏi văn phòng 2 phút trước, chạy đến tầng 22 rồi. Sao làm được? Tiểu tiểu thư nhà chúng ta, chân ngắn mà chạy nhanh thế nhỉ? Chỉ trong một giây, đã lên đến tầng 22. Tiểu Lý nhanh chóng không ngừng nghỉ đi về phía tầng 22. Chu Chu bé nhỏ không sợ chút nào. Gặp người thì chào hỏi. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nghiêm Chu Chu. Thật dễ thương, thật muốn véo khuôn mặt nhỏ bé của cô bé. Trông giống như một cái bánh bao nhỏ mềm và nếp. Không, tôi nghĩ nó giống kẹo dẻo hơn. Khi một ngụm chắc là ngọt phải không? Tổ tiên nhỏ của tôi ơi, sao cháu lại ở đây? Thật sự làm cho chú phải tìm cả buổi. Chu Chu không phải tổ tiên nhỏ. Chu Chu năm nay mới 3 tuổi rưỡi, còn chưa đến tuổi làm tổ tiên đâu. Được rồi, cháu thắng rồi. Đối mặt với sự đáng yêu của Chu Chu, Tiểu Lý cũng không có sức đối kháng. Các cô trở về làm việc đi. Các nhân viên vẫn còn nhiều điều chưa thỏa mãn. Chúng ta về thôi, chủ tịch sắp kết thúc cuộc họp rồi. Nói xong, Tiểu Lý nhanh chóng bế Chu Chu lên, muốn đưa Chu Chu về văn phòng chủ tịch. Chu Chu vốn đang ngoan ngoãn để Tiểu Lý bế, đột nhiên nhìn thấy một cô gái. Cái gì? Đặt tôi xuống, đặt tôi xuống. Tiểu Lý nhanh chóng đặt Chu Chu xuống đất, chỉ thấy Chu Chu bé nhỏ lon ton chạy đến trước mặt nữ nhân viên vừa bước vào. Một cái ôm bắt chân của nữ nhân viên, bởi vì mặc quá nhanh không dừng lại kịp, chỉ thấy một chút Chu Chu liền ngã xuống. Chị ơi, em thấy ấn đường của chị chuyển sang màu đen, sẽ có thảm họa máu. Em đến từ đâu, em nhỏ? Tên của em là gì? Đây là những câu nói em học được từ TV sao? Những gì Chu Chu nói đều là thật. Hơn nữa Chu Chu có thể giúp chị hóa giải. Được rồi, chị tin, chị tin. Chị không tin Chu Chu làm được à? Chị tin, Chu Chu trông thật dễ thương. Những gì nói ra đều đúng. Chu Chu lúc này tức giận đến mức dậm chân. Có thể thấy, kỳ thực Tô Nguyệt căn bản không tin lời Chu Chu nói. Hoàn toàn chỉ xem Chu Chu là cô bé 3 tuổi rưỡi mà dỗ dành. Xem ra đến lúc thể hiện sức mạnh của tôi rồi. Đưa tay ra, giữ một đám khí đen trên đầu gối phải của Tô Nguyệt, trực tiếp liền kéo khối khí đen kia ra. Trông thật là kinh tởm. Chu Chu cầm khí đen đó, nhau mày, trên khuôn mặt nhỏ bé đầy ghét bỏ. Chu Chu, làm sạch hoàn toàn khối khí đen này. Khoảnh khắc khí đen bị đá ra ngoài, mặc dù Tô Nguyệt không nhìn thấy, nhưng cảm giác thể xác rất rõ ràng, dễ chịu hơn nhiều rồi. Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề biến mất, bắt đầu tin những lời của Chu Chu. Tô Nguyệt có chút sợ hãi. Chu Chu, những gì em vừa nói là chị sẽ có thảm họa máu, vậy chị phải làm gì đây? Chị phải làm gì để thoát khỏi thảm họa này? Chu Chu, tay vừa rồi còn dính khí đen, liền lau hết vào quần của Tiểu Lý. Yên tâm, có Chu Chu ở đây sẽ không có tai nạn đâu. Chu Chu vốn dĩ là đến giúp chị mà. Chu Chu bắt đầu chạm vào khuôn mặt của mình và bắt đầu suy nghĩ. Chị gái xinh đẹp, chị cho em biết địa chỉ nhà của chị. Chu Chu tối nay sẽ đến nhà chị, giúp chị giải quyết thảm họa này. Ngay lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Chỉ thấy Chu Chu bé nhỏ lấy một cái điện thoại còn to hơn cả mặt mình. Hello, hello. Sau khi điện thoại được kết nối, nhưng lại không nghe tiếng Nghiêm Hoành nói chuyện. Cái này, có khả năng nào? Cháu vừa vô tình cúp điện thoại rồi, không kết nối điện thoại.
Chu Chu liếc nhìn màn hình, điện thoại thật sự không kết nối được. Này này, sai lầm. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Chu Chu biểu môi bắt đầu nói chuyện. Lúc này Nghiêm Hoành lại gọi tới. Lần này Chu Chu không ấn nhầm nữa. Chu Chu nghe điện thoại, bố đừng thúc giục nữa. Chu Chu là người muốn làm việc lớn. Bố đã là người lớn rồi. Việc của mình phải tự làm. Không phải lúc nào cũng nên có người ở bên. Học cách là một người trưởng thành độc lập. Nói xong liền cúp điện thoại. Bố tìm cháu rồi. Quay lại tầng 25. Tiểu Lý ca ca, ông ta trở về. Anh trai béo lên rồi. Anh trai ở đây. Mở rộng vòng tay và sẵn sàng ôm Chu Chu. Rồi giây tiếp theo, Chu Chu trực tiếp đến bên cạnh trốn một chút, ngang qua người của lão ngũ. Không quay đầu lên tầng 2, lão ngũ hắn cái này, vừa rồi thì bị Chu Chu bỏ rơi mình, trái tim thật sự có chút chua chát. Mọi người đều là anh trai, tại sao Chu Chu đột nhiên lại tốt với lão tứ như vậy? Tôi không hài lòng với anh trai. Chu Chu bước tới, giống như một người lớn nhỏ đối với lão tứ. Anh trai không thể ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ bị sâu răng, răng sẽ rụng hết. Và bây giờ đã có thể ăn tối rồi. Mẹ nói rồi, anh không thể ăn vặt trong giờ ăn tối. Chỉ thấy Chu Chu trước mặt giơ tay ra muốn lấy cây kẹo, cho nên anh trai đưa hết kẹo của anh cho Chu Chu đi. Chu Chu giúp anh giữ trước. Khi anh lớn hơn, Chu Chu trả lại cho anh. Em là một em bé năm nay mới 3 tuổi rưỡi. Em học nó ở đâu vậy? Mấy thứ vớ vẩn này. Ôi, trái tim Chu Chu đau quá, khó chịu quá. Anh ơi, có phải anh không thương Chu Chu không? Trái tim của anh trai cũng rất đau. Làm sao có thể hiểu lầm anh trai như vậy? Trái tim của anh trai còn đau đớn hơn Chu Chu. Bởi vì trái tim của anh trai ở trong ngực, đau hơn trên trán của Chu Chu. Cái gì? Chu Chu mới phản ứng lại. Cái mình vừa rồi luôn che là trán. Thế là nhào vào lòng của Nghiêm Phát. Chu Chu tối nay muốn ngủ sớm một chút. Mọi người đừng vào phòng nhé. Nói xong liền nhảy xuống đất, liền đi lên lầu. Chu Chu chờ một chút, Ngu ca còn có chuyện muốn nói với em. Lúc này lão Ngu muốn bắt kịp, đuổi đến cửa phòng Chu Chu. Ngu ca có chuyện gì sáng mai hẳn nói. Chu Chu thật sự muốn ngủ rồi, liền đóng cửa cho lão Ngu ở ngoài. Chu Chu đương nhiên là không thể ngủ được. Đã hẹn với Tô Nguyện rồi, muốn đi giúp chị ấy. Đi vài bước đến cửa sổ, vừa chuẩn bị trèo lên, đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Rồi quay lại, tiện tay cầm một cái túi nhỏ, đóng gói một đống đồ ăn nhẹ bên trong. Đây cũng không phải là Chu Chu tham ăn đâu. Chu Chu là phải đi làm việc tốt cho nên mất khá nhiều thời gian. Nếu trên đường đi mà đói thì sao? Thấy hồn ma bay ra, sau đó nó nhào tới. Lúc này hắn ta sợ, một cái nhặt Chu Chu lên trán ở trước mặt của mình. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Chu Chu lúc này đánh một bạt tay vào hồn ma. Con bé này đâu ra vậy? Muộn thế này rồi, đừng chạy lung tung. Về nhà đi. Khoảnh khắc hắn ta đóng cửa, Chu Chu vô thức nhảy lọt qua khe cửa. Tôi đến tìm chị Tô Nguyệt. Cô ta không có ở đây. Chị Tô Nguyệt đã ở trong ngày rồi. Đã hẹn với cháu rồi. Chị ấy không thể không ở nhà. Ngó nghiêng một vòng, Chu Chu liền chạy đến một phòng ngủ duy nhất. Chắc là chú đang nói dối. Cháu biết rồi. Chú đến nhà chị Tô Nguyệt để trộm đồ phải không? Chú là người xấu xa. Chị Tô Nguyệt chắc là vô tình ngủ say rồi. Tôi muốn tìm chị Tô Nguyệt cùng nhau ra ngoài đánh chú. Chu Chu chạy qua, quả nhiên ở bên trong nhìn thấy Tô Nguyệt. Trong phòng ngủ không bật đèn, trong bóng tối, Tô Nguyệt đang bị trói lại, với lại còn bị nhét một cái khăn trong miệng, mặt đầy nước mắt. Chu Chu đã thấy chị Tô Nguyệt bị nhốt trong căn phòng này. Chu Chu tinh ý, lập tức giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Chị Tô Nguyệt thật sự không có ở đây. Được rồi, cháu đã hiểu lầm chú rồi. Xem ra chú không phải kẻ trộm. Vậy chú là bạn của chị Tô Nguyệt sao? Con nhóc, ra khỏi đây ngay. Chu Chu không sợ đâu. Chú phải trả lời câu hỏi. Nếu không, Chu Chu tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Nếu cứng thì không được. Vậy thì chỉ có thể mềm mỏng thôi. Cô bé nhỏ này đừng hoảng sợ. Chú đây vừa rồi chỉ đùa với cháu thôi. Chú thực ra là bạn trai của chị Tô Nguyệt. Người đàn ông lấy một chai nước ngọt, lén bỏ một viên thuốc ngủ vào. Thật ra đều bị Chu Chu nhìn thấy hết. Nhưng Chu Chu quyết định thuận nước đẩy thuyền, liền uống vài ngụm nước ngọt. Ôi, Chu Chu chóng mặt quá, chóng mặt quá. Chu Chu sắp mất rồi. Nói xong liền ngã xuống đất. Thuốc ngủ này có tác dụng nhanh như vậy sao? Bịp đại sư, tôi bắt được một cô bé. Chắc cũng là con của gia đình giàu có. Xin hãy giúp tôi xem xét, liệu có thay đổi được vận mệnh của cô bé cho tôi không? Cậu vừa nói gì? Cậu bắt một phụ nữ, giờ lại lòi ra thêm một cô bé. Ai cho phép cậu tự quyết định? Tùy tiện đưa người đến bên này. Nếu như bị người ta phát hiện thì sao? Cậu có thể gánh vác trách nhiệm này không? Bịp đại sư, tôi không cố ý. Mang cả hai đến đây. Khi đến bên này, tôi đặc biệt mang cho họ mặt nạ mắt. Tuyệt đối sẽ không để lộ nơi này. Nghe người đàn ông nói vậy, Tiến Bịp đại sư mới yên tâm một chút. Trong trường hợp đó, vậy thì cậu hãy mang cô bé đó, mang ra cho tôi xem đi.
nhưng tôi không muốn thấy điều này nữa. Nếu có lần sau, đừng trách tôi không nương tay. Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Chu Chu lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều. Người đàn ông đã đi tới bên cạnh rồi, bế Chu Chu lên bằng một tay, đưa đến trước mặt Tiến Bịp đại sư. May mắn, may mắn. Đây quả thực là ông trời chuẩn bị cho tôi. Được, Bịp đại sư, tôi đã mang con nhóc này về. Ngài đã hứa sẽ giúp tôi đổi mệnh. Hơn nữa trước đây ông đã nhận tôi 1 triệu rồi. Ha ha, đổi mạng phải mất hàng chục năm tu vi của tôi. Nhưng chỉ với 1 triệu nhỏ bé của cậu cũng muốn tôi giúp. Nếu nó không dành cho người muốn nó thì muốn can thiệp cũng vô ích thôi. Chính lúc này anh lại tìm thấy tôi. Vô tình bị cậu biết kế hoạch của chúng tôi. Tôi đây chỉ là lợi dụng cậu thôi. Đúng lúc để thằng ngốc này làm việc cho chúng ta. Mày thật sự nghĩ tao sẽ giúp mày sao? Ha ha ha, đơn giản là quá lố bịch. Bây giờ mày đã biết sự thật, lại không còn giá trị sử dụng nữa, vậy thì đi chết đi. Vừa vặn lấy máu của ngươi cho những đứa trẻ ta nuôi. Bịp đại sư lúc này mở một cái lọ nhỏ, chỉ thấy một luồng âm khí khử trùng từ bên trong biến thành một bóng đen, sau đó bổ nhào về phía này. Hắn ta sợ hãi, một cái đen Chu Chu đặt lên trước mặt. Chú có phải đàn ông không vậy? Chỉ thấy Chu Chu đưa ra một bàn tay, một cái tát đã làm con ma sụp đổ. Đừng khóc nữa, tại sao bạn khóc khó nghe như vậy? Mau lại đây, nín ngay cho chị. Hắn nghe lời ngậm miệng lại, một mặt sợ hãi nhìn ra, không dám phát ra âm thanh nữa. Sau đó Chu Chu nhảy lên, tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Chu Chu, con của mẹ, con có làm sao không? Nhanh lên để mẹ kiểm tra. Bố mẹ, yên tâm đi. Không sao đâu. Không có vết thương gì cả. Ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu. Chú cảnh sát, còn anh trai nhỏ kia thì sao? Gia đình anh ấy có đến đón anh ấy không? Ý cháu là Giang Ngọc Bạch, cậu bé vẫn không tỉnh. Vậy, chúng ta cũng không biết bên liên lạc của gia đình của cậu bé, hỏi hai nghi phạm. Nhưng chỉ có một cái tên được nói ra, còn lại bọn họ sống chết đều không chịu nói ra. Cũng kỳ lạ, cái kia lão già là không chịu nói ra, nhưng người trẻ hơn một chút, xem dáng vẻ của hắn là muốn nói, nhưng miệng của hắn như bị cái gì đó chặn lại, mở nửa ngày cũng không phát ra âm thanh. Chúng ta chuẩn bị một lát, cho xong rồi mới đưa anh ta đến bệnh viện. Chu Chu biết rồi. Chu Chu nghe hai người đó nói, anh trai nhỏ kia là người thành phố ma thuật, Giang Ngọc Bạch. Đây không phải là tiểu thiếu gia của nhà Giang ở thành phố ma thuật sao? Hôm trước tôi cũng nghe nói rồi, tiểu thiếu gia nhà họ Giang đột nhiên mất tích. Thành phố ma thuật, nhà Giang, người giàu nhất thành phố ma thuật. Đúng vậy, tiểu thiếu gia của nhà Giang ở thành phố ma thuật. Tôi nghe nói thằng bé sinh ra là một người thực vật, không có gì lạ. Tôi nói, tại sao cậu bé này cứ ngủ mãi, gọi kiểu gì cũng không tỉnh đâu. Ông Nghiêm, ông có thông tin liên lạc của gia đình Giang không? Làm ơn được không, giúp chúng tôi liên hệ với bên kia nhà Giang. Được, nhưng chúng ta chỉ có một lần hợp tác thôi. Lúc đó thêm cũng là điện thoại làm việc, máy làm việc của tôi để ở nhà rồi. Chu Chu nhảy mắt. Theo Nghiêm Hành, bố, bố. Đúng lúc chú cảnh sát cũng bận rộn như vậy. Nếu không, hãy đưa anh trai đó về nhà chúng ta đi. Sau khi về nhà, bố lại liên lạc với gia đình của anh trai đó. Được không bố? Quả chanh trên cây chanh. Dưới cây chanh anh và em. Con là con gái, Giang Ngọc Bạch là con trai. Làm thế nào con có thể hôn cậu ta như vậy? Con nhìn thấy nó trên TV. Trong phim hoạt hình có rất nhiều tình tiết là như vậy. Công chúa ngủ say mãi không chịu tỉnh lại, hoàng tử hôn nàng một cái, công chúa đã tỉnh lại. Và đúng lúc bây giờ ai trai này cũng đang ngủ say. Con thử hôn anh ấy một cái, anh ấy cũng có thể tỉnh, thức dậy như công chúa trong phim hoạt hình luôn đó bố ạ. Tranh thủ Nghiêm Hoành không chú ý, Chu Chu tìm mọi cách để chạy trở lại giường. Lại gần rồi, quả thật lại hôn lên trán Giang Ngọc Bạch. Bố, nhìn kìa, món tay của anh trai này vừa cử động một chút. Chu Chu lúc này hưng phấn chỉ vào tay Giang Ngọc Bạch, nhảy múa vui vẻ. Bố ơi, nó thực sự hữu ích. Nghiêm Hoành bất lực, chỉ đánh che mắt lại. Trong lúc Chu Chu còn đang phấn khích, Giang Ngọc Bạch chậm rãi mở mắt. Ngọc Bạch cùng Chu Chu bốn mắt đối diện nhau. Ngươi thật sự tỉnh rồi. Chu Chu lúc này nhìn tới một chút, anh trai trông quen quá. Cái gì? Đó là một phép màu vĩ đại của nhân loại. Bác sĩ Lưu đến bên giường, sau đó đưa tay ra, muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của Giang Ngọc Bạch. Đừng chạm vào tôi. Lúc này Chu Chu nhanh chóng nhảy lên, một cú tát vào đầu hắn. Anh trai ngoan phải lịch sự. Bác sĩ Lưu muốn giúp anh trai kiểm tra sức khỏe. Mặc dù anh trông đẹp, nhưng cũng không thể như vậy. Đưa tay ra, hãy để bác sĩ kiểm tra cho anh. Giang Ngọc Bạch sắc mặt trầm xuống, thật sự đưa tay đến trước mặt bác sĩ Lưu. Chu Chu lúc này mới cảm thấy hài lòng một chút. Tốt, chúng ta đều phải là một đứa trẻ ngoan lịch sự. Chờ cơ thể anh trai hồi phục hoàn toàn, Chu Chu sẽ đưa anh trai ra ngoài chơi. Nghiêm Hoành thấy thế là không ổn, nhặt Chu Chu nhỏ từ trên giường lên. Bố, bố làm gì thế? Chu Chu còn muốn nói chuyện với anh trai Ngọc Bạch. Bố, mau buông ra. Bây giờ đã gần sáng sớm rồi, Chu Chu cũng phải nhanh chóng về phòng ngủ.
Con có Giang tiểu thiếu gia vừa mới tỉnh lại, chúng ta phải để cậu ấy nghỉ ngơi yên tĩnh một chút, chờ Chu Chu tỉnh dậy rồi mới đến cậu ấy chơi nhé. Bác sĩ Lưu ngẩng đầu lên, liền thấy Giang Ngọc Bạch lúc này lại giở trứng. Làm ơn cút đi. Ta là mẹ. Mẹ là mẹ của con. Trong 5 năm qua, mẹ không có giây phút nào không mong con tỉnh lại. Con có thể để mẹ đến ôm con không? Chu Chu liền đến vỗ vai Giang Ngọc Bạch, anh trai Ngọc Bạch. Anh không vui khi gặp lại bố mẹ của anh sao? Chu Chu cũng là mấy ngày trước mới về nhà. Chu Chu rất vui. Lần đầu ôm bố, ôm mẹ, ôm ông bà và các anh trai. Chu Chu đã cho mỗi người một cái ôm thật chặt. Bố mẹ anh hẳn là cũng rất yêu anh trai. Giống như gia đình Chu Chu cũng luôn yêu Chu Chu. Cho nên anh trai cũng nên tặng cho bố mẹ một cái ôm. Nói xong Chu Chu giơ hai tay của mình lên, giống như trong phim hoạt hình, cổ vũ cho Giang Ngọc Bạch. Đi đi, Ngọc Bạch ca ca. Hàn Hân Huy đứng bên cạnh, xem cảm xúc của Cang Chí Linh và Đào Nguyệt Hoa đã bình phục rất nhiều rồi. Đừng đứng đây nữa, chúng ta vào phòng khách ngồi một lát đi. Tôi gọi quản gia pha trà cho các bạn. Các bạn muốn uống trà gì? Không cần rắc rối, chúng tôi phải quay về thành phố Ma Thuật. Cả nhà đang chờ chúng ta, chúng tôi phải đưa Ngọc Bạch về. Các bạn đã giúp gia đình Giang chúng tôi một việc lớn, Giang gia ghi nhớ suốt đời. Sau này nếu nhà Nghiêm có chỗ nào cần dùng đến nhà Giang, cứ tìm tôi là được. Gia đình Giang chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Hàn Hân Uy cũng chỉ cười gật đầu. Chúng ta về đi, mọi người trong gia đình đang chờ đợi. Giang Ngọc Bạch nhìn thoáng qua phía Chu Chu. Chu Chu nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của Ngọc Bạch. Ngọc Bạch ca ca, chắc chắn anh không nỡ rời xa Chu Chu phải không? Chu Chu cũng không nỡ bỏ Ngọc Bạch ca ca. Nhưng gia đình anh trai chắc cũng rất nhớ anh lắm rồi. Cho nên Chu Chu không thể giữ anh trai lại được, không thể để anh ở lại đây và đi chơi cùng nhau. Nhưng hôm qua bố đã nói với Chu Chu rồi, ngày kia phải làm một bữa tiệc ở khách sạn lớn. Bữa tối siêu lớn xuất hiện trong lời mời chính thức. Ngọc Bạch ca ca cũng tới tham gia nhé. Vâng, công chúa nhỏ của mẹ thật đẹp. Thật sự không phải từ bên trong hoa đi ra tiểu tiên nữ sao? Ôi, không còn nữa. Chu Chu cầm điện thoại lên gọi cho Giang Ngọc Bạch. Cũng không ai trả lời. Lão Ngũ vẻ mặt không cam tâm. Chắc thằng nhóc đó không đến rồi. Ngọc Bạch ca ca, anh ấy nhất định sẽ đến. Anh ấy đã thỏa thuận với Chu Chu rồi. Hai chúng ta đã móc nguèo. Cho nên Ngũ ca, anh đừng nói lung tung nữa. Mặc dù vậy, nhưng Chu Chu vẫn có chút không vui. Vì vậy, Chu Chu quyết định biến sự không vui thành thèm ăn. Chu Chu lúc này chạy đến bàn ăn dài, cố gắng nhón chân muốn lấy bánh ngọt ăn. Chu Chu cẩn thận một chút. Muốn ăn gì, đại ca lấy giúp Chu Chu. Chu Chu muốn cái này và cái này. Đến dự bữa tối của tầng lớp thượng lưu này, sẽ có người như người chết đói đầu thai. Lấy một đống đồ lớn như vậy, cũng không biết xấu hổ. Đây không phải là nơi để các ngươi tới ăn cơm. Các ngươi không phải là đi chui, chạy vào ăn uống chứ. Cô ơi, cô là ai? Nhà cô sống ở bãi biển phải không? Chẳng phải những thứ này được đặt ở đây để người ta ăn sao? Hay cô đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, tự mình gói tất cả để mang về? Chu Chu đây cũng không phải ăn đồ của nhà cô. Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chu Chu lấy miếng bánh nhỏ liếm vài cái, sau đó bỏ vào miệng nuốt. Tôi không thể chịu nổi kiểu bữa tối thượng lưu này. Lại xuất hiện những người thiển cận như các ngươi, là khách được mời vào. Tôi có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Này, này, nhìn vào những bộ trang phục này trên người các ngươi, chắc là giá thuê không rẻ đâu. Cẩn thận đấy, đừng làm bẩn của người ta. Nếu không đến lúc đó sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Người phụ nữ kiêu ngạo cầm ly rượu. Ôi, người phụ nữ cố tình nghiêng tay, đổ hết rượu lên bộ đồ của Nghiêm đại thiếu gia. Thật xin lỗi, vừa rồi tay tôi hơi run nên không cẩn thận, làm đổ rượu bẩn hết đầu bạn thuê rồi. Giờ thì làm sao đây? Cái thứ bại não chết tiệt này, rốt cuộc là ai mời cô ta? Nhân viên khách sạn đâu? Tất cả đã đi đâu rồi? Sao lại tùy tiện thế này? Chó mèo gì cũng có thể vào bữa tiệc. Kachi, chúng ta cùng đến xem heo con tích nhé. Có chuyện gì vậy? Chu Chu muốn nói. Vậy thì để công chúa Chu Chu của nhà chúng ta nói ha ha. Chính là cô ta vừa bắt nạt Chu Chu. Hắn nói Chu Chu ăn nhiều như heo. Con muốn gọi bảo vệ đến đuổi Chu Chu và đại ca ra ngoài. Bố ơi, bữa tối này không phải để thông báo Chu Chu đã trở về mới tổ chức sao? Vậy Chu Chu hẳn là nhân vật chính mới đúng. Tại sao cô ta lại bảo Chu Chu ra ngoài? Chu Chu vẻ mặt ủy khuất ngã vào Nghiêm Hoành. Làm sao có thể không đòi lại công lý cho đứa con nhỏ của mình? Lén vào đây. Bữa tối hôm nay là do gia đình Nghiêm tổ chức. Người phụ nữ không có mắt này lại nói người nhà Nghiêm là lén vào đây. Đó là những gì tôi đã nghe trong những ngày gần đây. Một trò đùa hay nhất.
Tôi nhớ bộ đồ này trên người tổng giám đốc Nghiêm, là thương hiệu cao cấp, phiên bản giới hạn toàn cầu vừa được phát hành vào tháng trước. Trên thế giới chỉ có 3 cái. Tôi cũng muốn đặt một cái, em trai. Nhưng sao quan hệ không đủ rộng? Không đặt được. Bộ đồ này khoảng 30 mấy ngàn tệ. Tôi biết tất cả các cô gái bên này. Người phụ nữ này tôi, nhìn kìa, có một cái kẹp nhỏ chưa từng thấy thế giới rộng lớn nào. Chắc là bạn gái ai mang vào đây thôi. Tô An Hào họ đang đăng mặt em. Anh mau đến giúp em đi. Nói với người như vậy còn dậm chân như làm nũng. Muốn làm nhiều thì làm nhiều. Tô An Hào, hóa ra là anh đã mang con ngu ngốc này đến đây. Một thời gian không gặp, gu của cậu mặn đến mức này rồi à? Người như này mà cũng quen cho được. Thật sự không sợ bị cô ta làm cho ngu luôn sao? Xong rồi, hôm nay tôi về nhà sợ là bị gia đình kỷ luật rồi. Tô An Hào vội vàng bước ra khỏi đám đông, trân trọng cúi đầu trước anh cả của tôi. Anh Nghiêm, xin lỗi. Liễu Như Yên là bạn gái tôi đưa vào. Tôi cũng không ngờ cô ta có thể làm chuyện như vậy. Thật sự xin lỗi, Liễu Như Yên đã làm bẩn quần áo của anh. Tôi sẽ yêu cầu cô ta bồi thường cho anh theo giá thị trường. An Hào, nhiều tiền như vậy, em tiền ở đâu mà em trả? Nếu không anh bồi thường giúp em đi. Liễu Như Yên, tôi nhớ tôi đã nói với cô rất rõ ràng. Chúng ta không phải là loại quan hệ bình thường. Cô cũng không phải bạn gái tôi. Giữa tôi và cô, chỉ là tôi thấy cô có chút nhan sắc thôi. Cô thực chất chỉ mê tiền của tôi thôi, chỉ thế thôi. Hôm nay người đắc tội với Nghiêm gia đại thiếu gia, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cô cùng nhau gánh cái ngu này của cô. Cô làm bẩn đồ của Nghiêm thiếu gia, mất tiền cũng là chuyện tự nhiên. Sau này chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa. Cô tự cầu xin phước lành đi. Nói xong Tô An Hào rời đi và không quay mặt lại. Đồ khốn, làm những việc không đáng tin cậy này. Uy tín của gia đình bị mày làm bẩn hết rồi. Nghiêm đại ca, nếu không, anh cởi bộ đồ trên người ra cho tôi đi. Tôi mang về nhà giặt sạch rồi gửi lại cho anh. Anh yên tâm, nếu Nghiêm đại ca không ghét bỏ, anh có thể để lại cho tôi một cuộc gọi được không? Tôi muốn mời anh đi ăn một bữa, thể hiện lời xin lỗi của tôi. Lão từ lúc này, lặng lẽ nói chuyện với mấy anh trai bên cạnh. Người phụ nữ này, nghĩ mình là cái gì mà đòi bắt chuyện với đại ca. Liệu Như Yên nghĩ như vậy, liền đi tới gần hơn chỗ Nghiêm đại thiếu gia. Cô Như Yên, xin hãy tự trọng. Còn số điện thoại thì không cần để lại nữa. Tôi không có thời gian, cũng không có hứng thú ăn cơm cùng cô đâu. Tôi sẽ yêu cầu trợ lý gửi số tài khoản cho cô. Cô nhớ chuyển bồi thường cho tôi 200.000 tệ. Nếu không tôi chỉ có thể gọi luật sư của công ty chúng tôi. Cô phạm tội bôi nhọ và làm hỏng đồ người khác. Tôi sẽ kiện cô. Hôm qua tôi không cố ý không đi. Trong nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Giang Ngọc Bạch đồn. Đến nơi không có ai. Hôm qua trên đường đến Đế Đô, chiếc xe mà bố mẹ tôi và tôi đã đi, trên đường đi, phanh đột nhiên hỏng. Chúng tôi bị tai nạn xe hơi. Ngọc Bạch anh trai, vậy anh thế nào? Anh có bị thương nặng không? Tôi không bị thương. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó tôi bất tỉnh rồi tỉnh lại. Chỉ có một số vết chảy xước trên cơ thể. Tôi không bị thương. Nhưng tôi nghi ngờ, lần này tai nạn xe hơi là có người cố ý làm. Ngọc Bạch anh trai, vậy để Chu Chu đến tìm anh. Chu Chu nói xong liền cúp điện thoại, chạy đến chỗ Hàn Hân Huy. Trước mặt Hàn Hân Huy, bố mẹ, Chu Chu muốn đến nhà Giang. Chu Chu nói muốn đến nhà Giang là sao? Nhà Giang ở thành phố Ma Thuật. Chu Chu muốn đến nhà Giang làm gì? Nên nói hay không nói? Đưa ra một ngón tay bèo trắng mềm mại, lắc lư trước mặt Nghiêm Hoành. Chu Chu phải giữ bí mật, không thể nói với bố ngay bây giờ. Con bé này, Chu Chu bây giờ còn có cả bí mật với bố. Vậy bố mẹ đi cùng không? Được không? Bố tuyệt vời nhất. Là người bố và mẹ tốt nhất trên đời. Bố đi chơi với con nhé. Nhưng mẹ không thể đi với chúng ta. Mẹ con, khoảng thời gian tới, 2 ngày 1 lần phải đến bệnh viện kiểm tra lại một lần. Mấy anh trai đi ra, ông nội có việc riêng phải làm. Chỉ có bố là đi cùng Chu Chu được thôi. Này, Ebo, bạn nói gì vậy? Ebo. Chu Chu thở dài một cái, giơ tay lên, một tia linh khí trên đầu ngón tay vào cơ thể cậu bé. Tôi nghĩ bạn giỏi lắm. Tôi muốn nhận bạn làm sếp của tôi. Tôi không mong đợi bạn là người hòa đồng, thậm chí còn biết nhận người mạnh hơn mình. Nhưng có một ác linh làm em trai của mình, hình như cũng không tệ. Trước khi lần đầu tiên nghĩ đến mình, một câu nói nhìn thấy trên video điện thoại di động, hình xăm trên cơ thể heo con tết, vỗ tay cho công chúng. Muốn làm tiểu đệ của ta cũng được. Sau này cái gì cũng phải nghe lời tôi. Có thể làm được không? Tôi hứa. Tôi có thể làm được. Được rồi, từ bây giờ, ác linh như bạn là em trai của Chu Chu này rồi. Nhưng cậu không có tên à? Tôi không thể cứ gọi cậu là ác linh được. Chị ơi, có thể cho em một cái tên được không? Nói và suy nghĩ, hỏi thăm giờ, nếu không thì cậu tên là Ca Chi nhé. Ác linh lập tức vui vẻ tiếp nhận tên mới. Trong cái lạnh khắp nơi,
Nhìn cậu kìa, chỉ sợ là gọi bạn là cháu bạn cũng sẽ đồng ý. Chu Chu ánh mắt lấp lánh nhìn vào Ca Chi một hồi, sau đó giơ điện thoại lên. Ca Chi, chúng ta cùng đến xem heo con thích đi. Ngọc Bạch anh trai. Chu Chu lúc này liền lao đến chỗ cậu bé, nhào tới Giang Ngọc Bạch. Giang Ngọc Bạch nhất thời không thể giữ thăng bằng, cả hai cùng ngã xuống đất. Nghiêm Hoành nhanh chóng đỡ cả hai lên. Nhìn quen quá, nhưng tôi vẫn còn là một đứa trẻ, dung lượng não hạn chế, không nhớ đã gặp nhau ở đâu. Ngẩng đầu lên định nhìn Giang Ngọc Bạch, nhưng Ca Chi và Giang Ngọc Bạch bốn mắt đối diện. Hắn nhìn thấy chính mình, hắn chắc chắn đã nhìn thấy chính mình. Chú ơi, cậu ta có thể nhìn thấy chính mình. Tại sao anh trai Ngọc Bạch vẫn có thể nhìn thấy Ca Chi? Có thể là linh khí của tôi bị hỏng rồi. Chu Chu quan sát, kéo một chút quần áo của Giang Ngọc Bạch. Anh Ngọc Bạch, cậu ta là em trai em mới nhận, rất ngoan ngoãn, cậu ấy sẽ không tùy tiện làm tổn thương người khác. Giang Ngọc Bạch lúc này mới không nhìn chằm chằm vào Ca Chi nữa. Vận khí trên người chú hai của anh trai Ngọc Bạch rất bất thường. Đời này hẳn là loại đó, cuộc sống của người lao động bình thường. Chu Chu đang nhìn Giang Chu Bin, ngón tay mồm mịn bóp vài cái. Biểu cảm trên khuôn mặt Chu Chu trở nên nặng nề. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Giữa Giang Chu Bin và Giang lão gia không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa gia đình anh trai Ngọc Bạch xảy ra tai nạn xe hơi, còn có trước đó hắn ta thông đồng với đại sư Tiến bị bắt cóc Giang Ngọc Bạch. Là chuyện này, tất cả đều là Giang Chu Bin đứng sau lưng, một tay lên kế hoạch. Cao Hiểu Cầm cũng biết về những chuyện này, và cũng là đồng phạm. Có lẽ Chu Chu nhìn chằm chằm vào họ quá lâu, Giang Chu Bin nhận thấy, quay đầu lại và nhìn nhau. Giang Chu Bin trong lòng bất ngờ, bởi vì quá căng thẳng, Giang Chu Bin còn lỡ tay làm đổ chiếc cốc rượu trước mặt. Rượu vang đỏ bên trong làm đổ khắp người hắn. Giang lão gia nhìn thấy như vậy, còn không nhanh xuống đây thay quần áo đi. Bình thường để con học cách cư xử đều học đến đâu rồi, làm thế nào mà hôm nay lại hậu đậu như vậy? Giá như mày được một nửa anh trai của mày, một nửa ổn định, đáng tin cậy, tao cũng không đến mức không yên tâm với mày như vậy. Giang Chu Bin nghe thấy tiếng hét, vội vàng xuống thay quần áo. Cao Hiểu Cầm cũng theo Giang Chu Bin rời khỏi sảnh chính. Bố, nhìn tính tình của bố kia, ngoài ra còn có khách. Thái độ của bố đối với anh trai như vậy, không thể mềm hơn một chút được sao? Hắn ta thật sự không phải con của Giang lão gia. Ngọc Bạch anh trai, những nghi ngờ trước đây của anh là đúng. Tai nạn xe đó là do chú gì của anh gây ra. Nghiêm Hoành nghe liền vội vàng che miệng Chu Chu. Loại chuyện này không thể nói lung tung được. Bố, Chu Chu không nói bừa. Tất cả đều được Chu Chu nhìn thấy. Hơn nữa lúc đầu còn biết Giang Chu Bin đó, hắn căn bản không phải là con ruột của Giang lão gia. Nghiêm Hoành còn tưởng Chu Chu là đang đùa giỡn với mình. Cái quái gì thế này? Nghiêm Hoành lúc này hét lên, trong miệng phun ra một loạt chữ bậy bạ. Ca Chi có chút than phiền, thấp cúi đầu bay về phía sau Chu Chu. Rõ ràng là nó chỉ muốn ở bên Chu Chu mà thôi, mà bố chị ấy lại hoảng sợ. Mà lúc này Chu Chu ôm hai tay, chỉ thị cho Ca Chi, cho bố tôi thấy hơi thở lửa. Ca Chi cẩn thận mở miệng, cố gắng thực hiện hơi thở lửa, cố gắng hơn nửa ngày, vẫn không có gì xảy ra. Ca Chi, sao cậu lại tệ đến như vậy? Sao ngay cả phun lửa cũng không biết? Lần đầu tiên Ca Chi bắt đầu tự ti. Có lẽ thật sự là một người tồi tệ, quyết định không làm nữa, lại bắt đầu toàn thân co lại thành một quả bóng. Chu Chu phồng má lên, vỗ vai Ca Chi, vốn dĩ vẫn bồng bềnh bên cạnh Chu Chu. Hào quang bị thủng, ngay lập tức rơi xuống đất. Chu Chu thấy vậy cũng không bất ngờ. Ca Chi, đừng giả vờ nữa, không có thực thể thì sẽ không đau đâu. Ca Chi vẫn nằm bất động trên mặt đất. Chị có việc muốn cho em làm. Lời nói vừa rơi, Ca Chi bật dậy khỏi mặt đất. Hay lắm, cuối cùng tôi cũng có thể giúp chị Chu Chu. Nói đi, chúng ta về trước nói sau. Chu Chu nghe thấy tiếng bước chân đến bên này, hay là quyết định về chỗ ở rồi nói. Ra chân trước của họ vừa rời đi, Giang Chu Bin và Cao Hiểu Cầm đã xuất hiện ở đây. Chồng ơi, hôm nay anh bị làm sao vậy? Có phải là quá cảnh giác không? Chỉ là một đứa trẻ không có miệng còn hồi sữa, làm sao có thể biết được kế hoạch của chúng ta? Ông già chết tiệt, nói anh thành công không đủ, thất bại còn nhiều. Nói rằng anh không thể so sánh với hai đứa con trai khác của ông ta, ngay cả quyết định của công ty cũng không để anh can thiệp. Bây giờ, mọi người khác trong công ty đều đang xem những câu chuyện cười của anh. Ông ép ta vào đường cùng thì đừng trách ta. Tôi sẽ làm người mất đi hai đứa con quý giá của ông và cả cháu trai quý giá của ông. Đến lúc đó ông chỉ có thể đem tài sản to lớn của Giang gia giao hết cho chính tôi thôi. Phải, ông già sắp thoái vị rồi. Cho đứa con chưa chào đời của chúng ta. Chúng ta phải nhanh lên, kế hoạch tiếp theo. Hai người nói xong lại vội vàng rời đi. Lúc này đáng lẽ đã rời đi ba người đầu tiên, ra khỏi đám cỏ bên cạnh, xuất bản tất cả các cuộc trò chuyện của hai người, tất cả đều ghi lại từng chữ một. Hai người này thật mưu mô. Chu Chu cười hì hì tiến về Giang Ngọc Bạch. Ngọc Bạch anh trai, cứ thừa nhận đi. Thực ra anh cũng rất quan tâm đến hai người họ. Không, anh chỉ không muốn Giang Chu Bin với những kẻ xấu như Cao Hiểu Cầm thành công. Này, Chu Chu không tin đâu. Còn trêu chọc Giang Ngọc Bạch như trẻ con.
Chu Chu lúc này tiến lại chỗ Nghiêm Hoành. Trong vòng một giờ ngắn ngủi, thế giới quan mà Nghiêm Hoành tin tưởng 40 năm đã sụp đổ nghiêm trọng. Bố, đừng quá ngạc nhiên. Có rất nhiều thứ trên thế giới này mà bố chưa từng thấy. Sau này Chu Chu sẽ bảo vệ bố. Còn nữa, vừa rồi bố sợ đến mức nhảy lên. Không ai khác nhìn thấy đâu. Bố vẫn có thể giữ hình tượng, sống hình tượng tổng giám đốc độc đoán của bố. Nghiêm Hoành bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười. Vậy thì cảm ơn sự bảo vệ của Chu Chu.